Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua, một trong những động lực giải pháp quan trọng để cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hua Bum đứng chân trên địa bàn xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao là Đảng ủy đồn đã chủ động đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng. Nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ chiến sĩ nơi đây luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hua Bum, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, là phóng sự mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Với phương châm học tập và làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói phải đi đôi với việc làm, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hua Bum luôn tích cực bám nắm địa bàn, dũng cảm mưu trí, sáng tạo, kiên quyết tấn công tội phạm, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Bình quân mỗi năm, đơn vị tổ chức hàng trăm buổi tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện ngăn chặn hàng nghìn vụ việc vi phạm quy chế biên giới, bắt giữ, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự. Nổi bật từ đầu năm 2020 cho đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng biên phòng của đồn đã tham gia chốt chặn, duy trì 3 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cố định, khép chặt đường biên, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt, nhiều thiếu thốn. Nhưng ngày cũng như đêm, những bước chân không mệt mỏi của cán bộ chiến sĩ ở nơi đây đã luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa kiểm soát ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh. Ngày 3 tháng 2 năm 2020 thì đồn thành lập tổ COVID Lâm Nghệ thực hiện tuần tra đoạn 20 km đường biên. Mặc dù vất vả nhưng cán bộ chiến sĩ đồn đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng nhà nước giao cho. Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì đồn không phát hiện được người xuất cảnh trái phép vào khu biên giới và cũng không phát hiện được người bị dịch bệnh ở khu vực biên giới. Phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới do Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các huyện ủy biên giới phát động đã được cán bộ chiến sĩ trong đồn và nhân dân biên giới đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia phong trào. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân bằng nhiều hình thức sáng tạo phù hợp với tình hình cơ sở, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Từ đầu năm đến nay, đồn phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nắm bắt tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời trên 30 trường hợp có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Cũng nhờ kiểm soát nghiêm ngặt các đường mòn lối mở nên địa bàn của 3 xã đồn quản lý không có trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Đằng sau những đêm tuần tra canh gác là nhiều câu chuyện cảm động, chiếu nặng tâm tư của người lính quân hàm xanh cắm chốt. Các anh đã vượt qua những hạnh phúc riêng, xung phong lên tuyến đầu để phòng chống dịch bệnh. Tối con có học không? Chịu khó học hành vào nhá. Thôi bố ở trên này thì con cùng với bác Tho ngoan nhá. Bố yêu hai mươi mẹ con. Chào con nhá. Những cuộc gọi điện vội vã, tranh thủ thời gian nghỉ ăn tối, người cán bộ biên phòng mang quân hàm xanh hỏi thăm vợ con. Đã hơn một năm dòng, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hua Bum ăn lán, ngủ rừng, cắm chốt nơi biên giới. Ngày cũng như đêm, người chiến sĩ âm thầm vượt khó kiên trì canh gác ở các đường mòn lối mở để bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19. Hành quân tuần tra ẩn nấp, mật phục trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đầy vất vả. Nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ đều quyết tâm không để các đối tượng nhập cảnh trái phép vào nội địa. Đã hơn một năm, cùng với toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hua Bum luôn bền gan bám chốt, canh phòng, bảo vệ biên giới quốc gia, với quyết tâm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cán bộ chiến sĩ bám địa bàn trực tiếp về các bản để tuyên truyền diễn biến dịch bệnh, giúp người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, tích cực tố giác tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép.
Có dịch bệnh COVID, bộ đội về bản tuyên truyền cho bà con, chị em phụ nữ không đi làm ăn xa, không cho người lạ đi qua biên giới. Nếu biết thì phải báo cho bộ đội biên phòng để ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh thật tốt. Cán bộ chiến sĩ đã tăng cường bám chốt, mặc dù là rất là khó khăn trong cái quá trình sinh hoạt, cũng như là ăn ở sinh hoạt tạm bợ. Nhưng mà các đồng chí đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao. Trong đó có những cái đồng chí đã phải là hy sinh những cái tình cảm riêng, vợ con đẻ, rồi là bố mẹ ốm yếu nhưng cũng không được về, tăng cường bám chốt, và có những đồng chí hiện nay đến 8 đến 10 tháng còn chưa về đến đơn vị. Và đây là một cái sự cố gắng rất lớn của cán bộ chiến sĩ trong thời gian qua. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự khu vực biên giới, đơn vị nắm tình hình nội biên, ngoại biên, duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu theo chỉ lệnh của cấp trên, tổ chức tuần tra canh gác đảm bảo tuyệt đối an toàn, thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín biên giới, triển khai thực hiện các biện pháp công tác biên phòng nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới, chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật. Kết quả từ đầu năm cho đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy. Phối hợp với Công an huyện Nậm Nhùn bắt giữ 4 vụ, 5 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bắt 2 vụ, 2 đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản, mua bán chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy. Phát huy tinh thần của người lính bộ đội Cụ Hồ, đồn biên phòng Hua Bum luôn xây dựng sự đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chúng tôi thường xuyên được ban chỉ huy đồn giao nhiệm vụ đi tuần tra biên giới mà đơn vị phụ trách để phát hiện kịp thời những người vượt biên trái phép sang địa bàn đồn phụ trách và kiểm tra đường biên mốc giới để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự quốc gia trên đoạn biên giới đơn vị phụ trách. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chi bộ đồn luôn chủ động quán triệt, cụ thể hóa các nội dung trọng tâm thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, trong đó gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Hàng năm căn cứ kế hoạch của cấp trên về học và làm theo Bác, chi bộ sớm xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc đến toàn thể đảng viên, quần chúng về nội dung các chuyên đề theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Trong đó trọng tâm là đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, xây dựng đảng, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm tồn tại của mỗi cá nhân, tập thể sau kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 của Đảng. Sau mỗi chuyên đề, nội dung học tập, từng cán bộ đảng viên liên hệ, xác định nội dung rèn luyện, phấn đấu, làm theo, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ. Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bản thân cũng đã tự tu dưỡng rèn luyện, học tập và phấn đấu. Đồng thời, hàng năm tổ chức cam kết tu dưỡng rèn luyện cho bản thân và cùng với cấp ủy, ban chỉ huy đồn thực hiện tốt cái nhiệm vụ triển khai cho đảng viên học tập và viết cam kết, thực hiện cái chỉ thị. Trong bên cạnh đó thì phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cũng như là các cái nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã tổ chức 20 lớp với gần 380 lượt cán bộ đảng viên, quần chúng tham gia quán triệt, học tập các nghị quyết của Trung ương, của cấp trên, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cán bộ đảng viên quần chúng đăng ký cam kết phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác. Hiện nay, đồn đã giới thiệu 25 đảng viên phụ trách 157 hộ gia đình ở khu vực biên giới, 4 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản. Cán bộ đảng viên được giao nhiệm vụ phụ trách các hộ gia đình đã tích cực chủ động trong việc tuyên truyền người dân chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và phát triển kinh tế gia đình. Làm theo lời Bác Hồ dạy, đồn tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, triển khai nhiều phong trào, chương trình, mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Trong đó,
có chương trình nâng bước em tới trường do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai từ năm 2016. Con mời cô bố ở với mẹ, hoàn cảnh nhà con khó khăn, được các chú bộ đội hỗ trợ hiền học, rất cảm ơn các chú bộ đội. Con sẽ đi học đầy đủ, cố gắng học tập thật tốt. Thấu hiểu khó khăn của con em đồng bào vùng biên, nhằm chung tay hỗ trợ các em tiếp tục con đường học tập. Năm học 2021-2022, thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, đồn đã nhận hỗ trợ hai em học sinh là Ma A Dơ ở bản Pa Mu và Lò Văn Long ở bản Nậm Cười, đều đang học tập và ở bán chú tại trường phổ thông dân tộc bán chú Hua Bum, với mức hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng một tháng. Đây là hai hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt. Nguồn kinh phí do cán bộ chiến sĩ của đồn đóng góp. Cùng với việc hỗ trợ kinh phí, đồn cũng tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ nhằm động viên khích lệ các em khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập. Nhờ sự chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ biên phòng, các em nhỏ đã tiếp tục được đến trường. Mỗi tấm lòng của cán bộ chiến sĩ biên phòng góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân ngày càng thêm bền chặt. Điều kiện kinh tế nó khó khăn, việc học tập cũng phần nào ảnh hưởng đến việc tập học tập của em. Từ lúc được đồn đỡ đầu nhận hỗ trợ về cái học tập thì cái việc học tập của em cũng có sự tiến bộ, em nhiệt tình hơn ở trong cái việc học của em, cũng được sự quan tâm hơn của gia đình. Cái điều kiện đi lại bây giờ thì em ở nội trú, cũng được sự quan tâm của đồn nữa, thì cái việc đi lại của em nó đỡ hơn rất nhiều. Cái công việc học tập của em có sự tiến bộ hơn nhiều. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đồn biên phòng Hua Bum xứng đáng là điểm tựa vững chắc của nhân dân khu vực biên giới. Nhất là trong thời điểm hiện nay, khi toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Trên tinh thần thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tăng cường phát huy dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, duy trì nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các hành động gắn với tinh thần trách nhiệm từ thực tiễn hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ đảng viên đã góp phần cổ vũ phong trào thi đua quyết thắng trong đơn vị, nâng cao tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ đảng viên chiến sĩ. Nhờ thực hiện tốt việc học Bác gắn với hành động thực tiễn, trong 5 năm qua, đồn đã quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ gần 25 km đường biên và 7 cột mốc trên 3 xã đồn quản lý là Hua Bum, Trung Trải và Nậm Ban, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đây là nền tảng để chi bộ đồn tiếp tục quán triệt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, làm cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó tiếp tục đưa việc học và làm theo Bác thành công việc tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đơn vị sẽ triển khai đồng bộ tất cả và rút kinh nghiệm về sau 5 năm thực hiện, kết quả đã đạt được và khắc phục những cái hạn chế, khuyết điểm sau 5 năm thực hiện và tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt cái kết luận 01 của Bộ Chính trị về khóa 13 về tiếp tục thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thì chúng tôi sẽ có những cái bước mà triển khai nó sâu rộng hơn đối với cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là cho cán bộ chiến sĩ là viết cam kết tu dưỡng rèn luyện, đồng thời gắn với là cái trách nhiệm nêu gương của từng và của với gắn với cái chức trách nhiệm vụ của từng các đồng chí, và đặc biệt đây là cái căn cứ cơ sở để mà để đánh giá hàng tuần, hàng tháng và cũng như là để mà là trong cái quá trình mà đánh giá phân tích chất lượng đảng viên và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ hàng năm. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đồn biên phòng Hua Bum xứng đáng là điểm tựa vững chắc của nhân dân khu vực biên giới. Nhất là trong thời điểm hiện nay, khi toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh COVID-19.